Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Thuê Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái tuổi 1998, tức là tuổi Mậu Dần, xây nhà trong năm 2023 năm Quý Mão. Thì với nội dung video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những cái vấn đề chính như sau. Đầu tiên là tôi xét tuổi 1998, tuổi Mậu Dần năm 2023 năm Quý Mão có xây được nhà hay không. Nội dung thứ hai là gì? Trong trường hợp mà quý vị muốn mượn tuổi Đông Thổ thì chúng ta sẽ mượn tuổi nào Đông Thổ để được cát lành và may mắn nhất. Nội dung thứ ba tôi sẽ chia sẻ cho quý vị là cái hướng nào tốt nhất để chúng ta xây nhà trong năm 2023 năm Quý Mão. Nội dung thứ tư tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn là cái thời điểm nào, cái tháng nào mà những gia chủ tuổi Mậu Dần xây nhà sẽ được cát lợi nhất. Đó là những cái nội dung chính mà tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thì nội dung đầu tiên chúng ta xem tuổi 1998, tuổi Mậu Dần có xây được nhà trong năm 2023 năm Quý Mão hay không. Thì như quý vị đã biết đấy, để xây được nhà thì chúng ta sẽ kỵ ba yếu tố. Một là không bị phạm kim lâu, hai là không bị phạm hoang ốc và ba là không bị phạm tam tai. Nếu không phạm một trong ba yếu tố đó thì chúng ta hoàn toàn có thể xây nhà bình thường. Còn nếu bị phạm ấy thì chúng ta cần phải mượn tuổi Đông Thổ để cho việc xây nhà nó được cát lợi và may mắn. Những gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 năm 2023 năm Quý Mão thì là 26 tuổi. 26 tuổi thì bị phạm vào kim lâu, cụ thể là 1368, kim lâu lục xúc. Bị phạm vào kim lâu lục xúc, đúng không ạ? Là không tốt. Còn về hoang ốc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Về hoang ốc thì được nhị nghi thì là tốt, đúng không ạ? Về tam tai thì những năm Dần Mão Thìn thì chỉ tuổi Thân Tý Thìn là bị phạm tam tai thôi. Đâm ra là tuổi này không bị phạm tam tai. Như vậy là gì? Những gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 thì bị phạm 1 trên 3 yếu tố. Quý vị vì vậy mà không nên động thổ, không nên tự đứng ra động thổ xây nhà. Mà trong trường hợp quý vị muốn xây nhà, quý vị cần phải mượn tuổi Đông Thổ để cho mọi việc được hanh thông thuận lợi. Và ở video trước thì tôi cũng đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái mượn tuổi Đông Thổ, tuổi nào Đông Thổ tốt nhất trong năm 2023 năm Quý Mão. Thì quý vị có thể xem lại cái video là các tiêu chí mượn tuổi Đông Thổ làm nhà năm 2023 năm Quý Mão trên kênh của tôi. Đấy. Để biết thêm chi tiết và chọn cho mình được một cái người động thổ phù hợp nhất. Hoặc là quý vị cũng thể liên hệ trực tiếp với số hotline của chương trình là 0989 34 9119. Đấy. Quý vị hãy liên hệ với số 0989 34 9119 để được tư vấn về cái xây nhà cũng như là tư vấn về mượn tuổi động thổ cũng như là các kiến thức phong thủy khác. Đấy. Tiếp theo, nội dung thứ 3 tôi sẽ chia sẻ cho quý vị là cái tuổi 1998, tuổi Mậu Dần thì năm 2023 xây hướng nào là tốt nhất. Thì như quý vị đã biết, những gia chủ tuổi 1998 Mậu Dần thì có cung mệnh là cung khôn thực thổ ở Tây Nam. Thì vì vậy nên là những gia chủ tuổi Mậu Dần sẽ có mệnh trạch là gì? Tây tứ mệnh hay là Tây tứ trạch. Đối với những người Tây tứ mệnh sẽ có các hướng tốt là hướng sau. Đầu tiên chúng ta có hướng Tây, thứ hai là Tây Nam, thứ ba là Tây Bắc và thứ bốn là Đông Bắc. Đó là bốn hướng tốt. Bốn hướng xấu với gia chủ tuổi Mậu Dần đó là hướng Đông, hướng Đông Nam, hướng Nam và hướng Bắc. Thì đây là bốn hướng xấu. Trong trường hợp gia chủ mà ở vào các hướng xấu như là hướng Bắc phạm vào tuyệt mệnh, hướng Đông phạm vào họa hại, hướng Nam phạm vào lục sát và hướng Đông Nam phạm vào ngũ quỷ, thì đây là bốn hướng xấu quý vị cần phải hóa giải bằng cách là quý vị sẽ sử dụng một cái gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để treo trước ở nhà. Cái gương bát quái tinh cầu là một cái pháp khí phong thủy được làm bằng gỗ đào, trên nó có khắc âm dương bát quái, cùng theo là gì, có một cái gương cầu lồi ở giữa và mặt sau nó sẽ là in hình tứ linh long ly quy phượng kèm theo một cái phù trấn trạch. Thì đây là một cái pháp khí phong thủy hàng đầu để hóa giải nhà không hợp hướng với gia chủ. Vậy nên là quý vị nếu mà trong trường hợp mà quý vị ở các nhà hướng xấu như hướng tuyệt mệnh, hướng họa hại, hướng lục sát, hướng ngũ quỷ thì quý vị cần phải gì, treo trước cửa nhà mình một cái gương bát quái tinh cầu. Thứ hai là sau khi quý vị hóa giải những cái sát khí này xong thì quý vị cũng cần phải chiêu tài cho ngôi nhà. Chiêu tài cho ngôi nhà bằng cách sử dụng cái bụng mai hoa phú quý. Cái bụng mai hoa phú quý là một cái pháp khí phong thủy được làm bằng năm đồng hoa mai, nó được làm bằng đồng đỏ và đồng mạ vàng 24K. Đây là một trong những pháp khí phong thủy hàng đầu trong phong thủy để chiêu tài lộc cho quý vị. Đấy. Cái mai hoa phú quý cũng như là cái gương bát quái tinh cầu ở phong thủy lộc tài cũng đều được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Khi vật phẩm mà được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng thì nó mới phát huy được cái công năng tốt nhất, chiêu được cái tài lộc và hóa giải được những cái xung sát cho quý vị. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng vật phẩm của phong thủy lộc tài. Những gia chủ tuổi 1998 Mậu Dần mà ở các hướng tốt như hướng Tây được thiên y, Tây Nam là phục vị, Tây Bắc là diên niên, Đông Bắc là sinh khí thì đây là bốn hướng tốt, quý vị cũng cần phải chiêu tài cho nó. Chiêu tài cho ngôi nhà của mình bằng cách là sử dụng cái bộ mai hoa phú quý mà tôi vừa nêu ở trên. Năm 2023 năm Quý Mão, nếu gia chủ tuổi 1998 là tuổi Mậu Dần mà muốn xây nhà mới trong năm ấy thì quý vị
cũng cần phải mời thầy phong thủy về. Đấy, khi thầy về thầy sẽ đo đạc, sẽ khảo sát tính toán cho quý vị. Thứ nhất là gì, xem đất nhà quý vị năng lượng có cao không, chỉ số bô vít có cao không, có tốt không. Thứ hai là gì, xem đất nhà mình có bị âm vong hay không. Thứ ba là gì, khảo sát trong cái vị trí đó có đắc địa hay không. Đấy, cái đường đi lối lại, cái bố cục ngoại cảnh xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp xấu hay tốt đến cái nhà của mình như thế nào. Tiếp theo thầy sẽ vẽ lại cái sơ đồ nhà quý vị và sẽ tính toán lại cái bố cục phong thủy, giúp cho mọi người ở trong gia đình, ở trong nhà đều có được cái tài lộc, có được may mắn và có được bình an. Đó, vậy nên quý vị đừng ngần ngại, hãy mời thầy phong thủy về, hãy liên hệ trực tiếp với số hotline 0989349119 để biết thêm chi tiết. Nội dung thứ tư tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn là cái tháng tốt để chúng ta xây nhà cho những gia chủ tuổi Mậu Dần 1998. Thì như quý vị đã biết đấy, đất thì có vận đất mà người thì có vận người, đúng không ạ? Mỗi một phương hướng khác nhau, mỗi một phương vị khác nhau thì nó có, sẽ có những thời điểm cát hung khác nhau. Vậy nên là gì? Xây nhà chúng ta xây trên đất, đó là chúng ta phải xét trong cái vận đất nó tốt xấu như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta xét về hướng Bắc. Hướng Bắc của Bắc Sơn là Nhâm Tý Quý. Nếu mà gia chủ Mậu Dần mà ở vào hướng Nhâm từ 337,5 độ đến 352,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Nếu mà gia chủ ở vào Sơn Tý từ 322,5 độ đến 7,5 độ thì quý vị xây vào tháng 4, tháng 6 và tháng 12. Nếu mà quý vị mà ở Sơn Quý từ 7,5 độ đến 22,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 12. Hướng thứ hai là hướng Đông Bắc. Đông Bắc sẽ có ba sơn là Sửu, Cấn và Dần, độ số từ 22,5 độ đến 67,5 độ. Trong trường hợp gia chủ tuổi Mậu Dần mà ở vào Sơn Sửu từ 22,5 độ đến 37,5 độ thì sẽ xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 4 và tháng 5. Nếu mà gia chủ mà ở vào Sơn Cấn từ 37,5 độ đến 52,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 12. Nếu mà gia chủ mở vào Sơn Dần từ 52,5 độ đến 67,5 độ thì quý vị xây vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 12. Hướng thứ ba ta xét là hướng Tây Bắc. Tây Bắc sẽ có ba sơn là Tuất, Càn và Hợi, độ số từ 292,5 độ đến 337,5 độ. Năm 2023 năm Quý Mão mở gia chủ tuổi Mậu Dần mở nhà vào Sơn Tuất có độ số từ 292,5 độ đến 307,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 1, tháng 5, tháng 10 và tháng 11. Nếu mà quý vị ở vào Sơn Càn từ 307,5 độ đến 322,5 độ, quý vị sẽ xây vào tháng 1, tháng 5, tháng 3, tháng 10 và tháng 11. Nếu quý vị ở Sơn Hợi từ 322,5 độ đến 337,5 độ thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 3, tháng 5 và tháng 12. Đó là những tháng tốt xây nhà trong năm 2023 năm Quý Mão với nhà hướng Tây Bắc. Và đặc biệt quý vị lưu ý, năm 2023 năm Quý Mão thì những nhà hướng Tây Bắc bị phạm vào ngũ hoàng đại sát, mà ngũ hoàng là một trận hung tinh lớn nhất trong năm, nên là tốt nhất quý vị không nên xây mới nhà hướng Tây Bắc năm 2023 năm Quý Mão. Còn trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây thì quý vị sẽ xây vào những cái tháng mà tôi đã chia sẻ ở trên. Ta xét tiếp hướng thứ 4 là hướng Đông. Hướng Đông thì sẽ có ba sơn là Giáp, Mão và Ất, có độ số từ 67,5 độ đến 112,5 độ. Nếu mà gia chủ mở vào Sơn Giáp, độ số từ 67,5 độ đến 82,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 6 và tháng 12. Trong trường hợp quý vị gia chủ mở vào Sơn Mão từ 82,5 độ đến 97,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 1, tháng 4, tháng 6, tháng 7 và tháng 12. Nếu quý vị mở ở Sơn Ất từ 97,5 độ đến 112,5 độ, chúng ta xây vào tháng 1, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 12. Hướng thứ 5 ta xét là hướng Đông Nam. Đông Nam sẽ có ba sơn là Thìn, Tốn và Tỵ, độ số từ 112,5 độ đến 157,5 độ. Trong trường hợp gia chủ mở vào Sơn Thìn và Sơn Tốn, tức là có độ số từ 112,5 độ đến 142,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 2 âm lịch. Nếu mà quý vị ở vào Sơn Tỵ từ 142,5 độ đến 157,5 độ, chúng ta xây vào tháng 7 âm lịch. Hướng thứ 6 ta xét là hướng Nam. Hướng Nam thì sẽ có ba sơn là Bính, Ngọ và Đinh, độ số từ 157,5 độ đến 202,5 độ. Nếu mà gia chủ ở vào Sơn Bính từ 157,5 độ đến 172,5 độ thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Trong trường hợp gia chủ mở vào Sơn Ngọ từ 172,5 độ đến 187,5 độ thì quý vị xây vào tháng 1, tháng 6, tháng 7 và tháng 12. Nếu mà gia chủ ở vào Sơn Đinh từ 187,5 độ đến 202,5 độ, quý vị sẽ xây vào tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Đó là những cái tháng tốt xây nhà với nhà hướng Nam. Tiếp theo hướng 7 tôi xét là hướng Tây Nam. Tây Nam sẽ có ba sơn là Mùi, Khôn và Thân, có độ số từ 202,5 độ đến 247,5 độ. Nếu mà gia chủ tuổi Mậu Dần mà ở vào Sơn Mùi từ 202,5 độ đến 217,5 độ thì chúng ta sẽ xây vào tháng 2, tháng 9 và tháng 11. Trong trường hợp quý vị mà ở vào Sơn Khôn và Sơn Thân, tức là từ 217,5 độ đến 247,5 độ thì chúng ta sẽ xây vào tháng 2, tháng 6, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Hướng thứ 8, hướng cuối cùng ta xét là hướng Tây. Hướng Tây sẽ có ba sơn là Canh, Dậu và Tân, độ số là từ 247,5 độ đến 292,5 độ. Nếu nhà quý vị đo được trong độ số từ 247,5 độ đến 292,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Đó.
Đó là những cái tháng tốt để xây nhà cho những gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 năm 2023 năm Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trong trường hợp quý vị cần liên hệ hỗ trợ thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số hotline là 0989 349 119 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.